cuộc chạm trán nguy hiểm gần đây giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông có thể dẫn đến sai lầm. Đây là cảnh báo vừa được người phát ngôn của Nhà Trắng John Kirby đưa ra sau các vụ chạm trán trên biển gần đây của tàu Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo sự hiếu chiến ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc có thể dẫn đến nguy cơ xung đột, gây ra thương vong. Quân đội Trung Quốc hoàn toàn không cần phải hành động hung hăng như họ đã làm. Đây là một phần của mức độ hung hăng ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực eo biển Đài Loan và Biển Đông. Ông Kirby khẳng định, Washington sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải trên không và trên biển. Trước đó, hồi cuối tháng 5, Mỹ chỉ trích máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát nguy hiểm để chặn một máy bay trinh sát của Washington trong không phận quốc tế trên Biển Đông. Ngày 4 tháng 6, Hải quân Mỹ đăng tải lại khoảnh khắc mà họ cáo buộc tàu Trung Quốc có hành động không an toàn ở eo biển Đài Loan khi di chuyển cắt ngang phía trước một tàu khu trục của Mỹ. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng các biện pháp mà quân đội Trung Quốc thực hiện là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, chuyên nghiệp và an toàn. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La hôm 4 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cảnh báo nếu một cuộc xung đột quân sự nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc, đó sẽ là một thảm họa với thế giới. Mạng lưới đường sắt Ấn Độ đã nối lại hoạt động bình thường sau vụ tai nạn thương tâm khiến cho ít nhất 275 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương vong ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, thân nhân của nhiều nạn nhân vẫn đang nỗ lực một cách tuyệt vọng để tìm kiếm người thân tử vong trong thảm họa. Dilip Kumar Sabha đã có mặt tại một bệnh viện ở Bhubaneswar để nhận thi thể của người anh rể đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, một người đàn ông khác cũng đã nhận thi thể đó là người thân của mình. Kết quả, cả đôi bên đành phải chờ đợi cơ quan pháp y xét nghiệm và đánh giá. Đây không phải là trường hợp duy nhất, còn rất nhiều gia đình khác vẫn đang tìm thân nhân của mình. Theo số liệu, hiện có hơn 100 thi thể vẫn chưa được nhận dạng. Các quan chức đăng tải hình ảnh của các nạn nhân lên các trang web của chính phủ và sẽ tiến hành xét nghiệm ADN nếu cần. Tối ngày 2 tháng 6, tàu Howrah Superfast Express khởi hành từ Bangalore tới Howrah, Tây Bengal đã va chạm với tàu Coromandel Express đang chạy theo hướng từ Kolkata tới Chennai. Vụ va chạm đã khiến nhiều toa của hai con tàu bị trệch khỏi đường ray và gây thương vong lớn. Tại hiện trường vụ tai nạn, hai đoàn tàu chở khách được nhìn thấy nằm đè lên nhau. Các lực lượng chức năng đã phải cắt các khoang của đoàn tàu với sự hỗ trợ của máy móc hạng nặng để đưa thi thể của các hành khách xấu số ra ngoài. Đã có 275 người bị thiệt mạng và khoảng 1.175 người bị thương sau vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ trong hàng thập kỷ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo ngại số người chết vẫn có thể tăng lên khi các trung tâm y tế bị quá tải bởi số người thương vong với nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng. Giới chức Ấn Độ đã xác định lỗi tín hiệu điều khiển là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này. Tuy nhiên, lỗi này do ai gây ra vẫn còn cần phải điều tra. Liên minh châu Âu EU đã gia hạn các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đến ngày 15 tháng 9. Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban châu Âu EC cho biết EU sẽ loại bỏ dần các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời ảnh hưởng đến lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. EC cho biết những hạn chế này đã được thông qua vào ngày 2 tháng 5 do tắc nghẽn hậu cần ở 5 quốc gia thành viên. Các hạn chế này hết hạn vào ngày 5 tháng 6, nhưng 5 quốc gia lập luận rằng ngũ cốc rẻ hơn của Ukraine đang khiến ngành sản xuất trong nước của họ không có lãi. Vì vậy, các nước này đã tìm cách gia hạn hạn chế. Do đó, cần duy trì các biện pháp này trong một khoảng thời gian nữa do tắc nghẽn hậu cần nghiêm trọng và khả năng lưu trữ ngũ cốc hạn chế trước mùa thu hoạch ở 5 quốc gia thành viên. Kính thưa quý vị, tại cuộc họp ở Viên, Áo ngày 4 tháng 6, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác xuống mức 40,46 triệu thùng một ngày trong cả năm 2024. OPEC cộng cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của Hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường, trong đó có tính đến cách tiếp cận chủ động và đón đầu thành công của những năm trước.
Như vậy, theo ước tính, các cam kết sửa đổi của OPEC Cộng sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức tổng cộng khoảng 1,4 triệu thùng một ngày trong năm 2024. OPEC Cộng sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Viên vào ngày 26 tháng 11. Thưa quý vị, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi ở châu Á cũng đang phải đối mặt với nắng nóng gay gắt. Tại Ấn Độ, những đợt nắng nóng đang khiến những công nhân xây dựng, người lao động ngoài trời của nước này vô cùng mệt mỏi khi phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Tuần trước, Cục Khí tượng Ấn Độ đưa ra cảnh báo nắng nóng gay gắt xảy ra ở những khu vực như New Delhi, Uttar Pradesh và Haryana. Nhiệt độ ở một số khu vực của thủ đô Ấn Độ, nơi có dân số hơn 20 triệu người, gần đây đã vượt ngưỡng 45 độ C, khiến thời gian này trở thành một trong những thời điểm nóng nhất trong năm. Theo IMD, kể từ năm 1901, tháng 2 năm 2023, được ghi nhận mức nhiệt ấm nhất với nhiệt độ tối đa là 29,5 độ C. IMD cho biết nhiệt độ sẽ giảm khi xuất hiện mưa rào ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng và sẽ mang lại sự giải nhiệt rất cần thiết. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hơn sẽ xảy ra trong những tuần và tháng tới. Thống kê sơ bộ tại Trung Quốc cho thấy những người bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai hầu hết ở độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Đây là lứa tuổi thuộc lớp sinh viên và người lao động chủ chốt trong xã hội. Nhìn chung, các triệu chứng của lần tái mắc COVID-19 nhẹ hơn so với lần đầu tiên bị mắc bệnh. Do đó, người bệnh dễ hiểu nhầm rằng mình chỉ bị nhiễm cúm thông thường và không đề phòng lây lan. Từ đó, số ca tái mắc dễ dàng lây âm thầm trong cộng đồng và đó là lý do tại sao các chủng COVID-19 mới lại khiến các ca bệnh gia tăng trên cả nước. Những người có bệnh nền, người già, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ vẫn được khuyến cáo nên đi khám khi xuất hiện triệu chứng. Anh có kế hoạch khuyến khích các siêu thị áp dụng giá trần tự nguyện đối với các mặt hàng thực phẩm nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này. Kế hoạch trên nhằm mục đích khiến các nhà bán lẻ tính giá thấp nhất có thể đối với một số mặt hàng thực phẩm cơ bản như sữa và bánh mì. Kế hoạch đang ở giai đoạn thiết kế và sẽ không liên quan đến việc kiểm soát giá do chính phủ Anh áp đặt. Các siêu thị dự kiến sẽ được phép chọn những mặt hàng và chỉ mang tính chất tham khảo trong dự thảo kế hoạch, được mô phỏng tương tự ở Pháp và trên cơ sở tự nguyện. Kế hoạch trên được đề xuất sau khi Thủ tướng Anh Jeremy Hunt ủng hộ việc tăng lãi suất, ngay cả khi điều này có nguy cơ đẩy Vương quốc Anh vào tình trạng suy thoái nhằm chống lạm phát tăng vọt. Mặc dù đã giảm từ mức 10,1%, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng ở Anh vẫn ở mức cao 8,7%. Trong đó, các chuyên gia cảnh báo rằng giá thực phẩm đắt đỏ đáng báo động sẽ vượt qua hóa đơn năng lượng để trở thành tâm chấn của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này. Giá lương thực thực phẩm ở Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng, dù đã tăng 19,1% trong năm, tính đến tháng 3, gây thêm áp lực cho các hộ gia đình. Thưa quý vị, nhà sản xuất ô tô điện Aspark của Nhật Bản mới đây thông báo chiếc siêu xe điện Ao do họ phát triển vừa lập 2 kỷ lục thế giới mới về tốc độ. Màn trình diễn của phương tiện này diễn ra tại một sân bay ở nước Anh. Tại sân bay Elvington, chiếc siêu xe điện Ao lập kỷ lục thế giới Guinness về tốc độ trung bình trên quãng đường 400m và 200m. Với quãng đường 200m, xe đạt tốc độ trung bình 309,02 km/h. Còn với quãng đường 400m, là 318,85 km/h. Siêu xe điện này có thể tăng tốc từ 0 lên 96,56 km/h chỉ trong 1,72 giây, tốc độ tối đa là khoảng 420 km/h và tầm hoạt động hơn 400 cây số sau mỗi lần sạc. Xe chỉ cần 40 phút để sạc đầy pin. Cách đây 5 năm, siêu xe điện Ao từng lập kỷ lục thế giới khi có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 1,9 giây. Gần đây, các kỹ sư đã tập trung cải tiến tính năng vận hành và cắt giảm trọng lượng xe xuống còn 850 kg. Thân xe được làm bằng sợi carbon. Công ty Aspark bắt đầu phát triển siêu xe điện Ao từ năm 2015. Tại Anh, mỗi chiếc siêu xe này hiện được bán với giá là 2,5 triệu bảng, tức tương đương với 72 tỷ rưỡi đồng Việt Nam.